Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Chương trình thời sự ngày hôm nay của chúng tôi xin được phép gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ ngày 20 tháng 2 năm 2023, cửa khẩu Ma Lù Thàng Việt Nam và Kim Thủy Hà Trung Quốc đã khôi phục toàn diện việc xuất nhập cảnh cho công dân qua cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng Kim Thủy Hà. Huyện Phong Thổ tập trung thực hiện các dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 2, sau 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng, Việt Nam, Kim Thủy Hà, Trung Quốc đã chính thức thông quan trở lại, khôi phục lại các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Sau đây là ghi nhanh của nhóm phóng viên thời sự vào ngày đầu tiên thông quan tại khu kinh tế. Từ ngày 20 tháng 2 năm 2023, cửa khẩu Ma Lù Thàng Việt Nam và Kim Thủy Hà Trung Quốc đã khôi phục toàn diện việc xuất nhập cảnh cho công dân qua cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng – Kim Thủy Hà. Ngay từ sáng sớm, rất nhiều người dân hai nước đã có mặt tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng để làm thủ tục cho ngày đầu tiên khôi phục toàn diện hoạt động xuất nhập cảnh, thông quan hàng hóa. Từ khi đóng cửa khẩu là mọi thứ là đều khó khăn, mà nếu từ hôm nay được đi thì mong mọi thứ phát triển sẽ tốt hơn và thuận lợi cho dân ở bên mình hơn. Đây là sự cố gắng nỗ lực rất lớn của cấp ủy chính quyền địa phương tỉnh Lai Châu Việt Nam cũng như tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Việc khôi phục toàn diện xuất nhập cảnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, biên mậu, văn hóa, du lịch, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai bên. Ban quản lý khu kinh tế và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu sẽ phối hợp tốt với phía bạn, đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Việc có ý nghĩa hết sức quan trọng và là sự nỗ lực cố gắng của chính quyền lãnh đạo các cấp tỉnh Lai Châu cũng như tỉnh Vân Nam và các cơ quan quản lý cửa khẩu của hai bên. Việc khôi phục toàn diện về xuất nhập cảnh tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như là hợp tác phát triển toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế biên mậu, kinh tế văn hóa và du lịch cũng như các lĩnh vực khác. Thế và cơ quan quản lý cửa khẩu hai bên chúng tôi sẽ phối hợp tốt để cải cách hành chính, tăng cường tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong công tác xuất nhập khẩu cũng như xuất nhập cảnh. Xuất khẩu hàng hóa thì từ trước đến nay là bên doanh nghiệp chúng tôi là thường thường là đi những các mặt hàng nông sản như là đậu, lạc, đậu xanh, với lại tiêu. Thì là mấy năm trước thì là nó COVID thì đi hàng nó cũng chậm. Thế năm nay ở các ban ngành đang chỉ thị những cái việc gọi là sắp tới nó sẽ thông quan hơn và hàng hóa nó sẽ đẩy tiến độ nó sẽ nhanh hơn. Ông Trần Trung Minh, trấn Kim Thủy Hà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc là công dân đầu tiên của Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng sau khi cửa khẩu được mở cửa trở lại. 3 năm qua tôi không được sang thăm bạn bè, người thân và đi du lịch do lệnh cấm xuất nhập cảnh. Biết được thông tin từ phía chính quyền, hôm nay tôi đến từ sớm để làm thủ tục nhập cảnh vào Lai Châu, Việt Nam. Từ bây giờ chúng tôi, công dân của hai bên có thể thoải mái, tự do đi thăm nhau, đi buôn bán, làm việc. Tôi rất vui. Theo thống kê từ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lai Châu, trong ngày đầu tiên khôi phục toàn diện các hoạt động xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng đã làm thủ tục xuất cảnh cho 100 công dân của Việt Nam sang phía bạn và làm thủ tục nhập cảnh cho 100 công dân của nước bạn vào Việt Nam. Những công dân xuất nhập cảnh ngày đầu mở cửa trở lại chủ yếu đi du lịch và đi thăm thân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Ban quản lý dự án huyện Phong Thổ được giao tổng số là gần 314 tỷ đồng kế hoạch vốn bố trí cho 41 dự án. Mặc dù nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ chậm, tuy nhiên, Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đôn đốc các đơn vị thi công, tập trung nhân lực, máy móc, vật liệu triển khai các dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đảm bảo được kế hoạch giải ngân nguồn vốn. Dự án đường giao thông nông thôn liên bản Sơn Bình – Malifor của xã Malifor, huyện Phong Thổ thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuyến đường này có chiều dài thi công là 4,9 km, được khởi công vào tháng 12 năm 2022. Thời gian thi công 1 năm và có tổng mức là 8,9 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Bảo trì Đường bộ Lai Châu thi công. Hiện nay,
Ban quản lý dự án huyện Phong Thổ đang giám sát, đôn đốc nhà thầu bố trí phương tiện, máy móc, thiết bị, nhân công đảm bảo tiến độ dự án. Đến nay, dự án đã giải ngân được 2,5 tỷ đồng, dự kiến đến 31 tháng 12 năm 2023 hoàn thành toàn bộ tuyến đường. Để đáp ứng được cái tiến độ trong hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư thì đơn vị chúng tôi cũng đã lên kế hoạch triển khai phương án theo đúng cái biện pháp thi công đã nêu ra trong hồ sơ mời thầu, và chúng tôi trên tuyến thì chúng tôi thường trực bố trí với số lượng máy móc là 3 máy đào, 2 máy đào, 2 máy xúc lật và 3 ô tô. Tổ đội nhân công thì thường trực có 2 tổ đội nhân công. Đơn vị chúng tôi đã triển khai được cơ bản xong cái hạng mục đào bạt hạ nền, và hạng mục cống thoát nước thì đã triển khai được 8 trên 15 cống thoát nước và đảm bảo được cái tiến độ đề ra. Trong năm 2023, nguồn vốn phân bổ cho các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là 42 tỷ đồng thực hiện 21 dự án. Kế hoạch vốn giao cho chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 là 50,7 tỷ đồng thực hiện 20 dự án. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án huyện Phong Thổ đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, công khai chủ trương phương án, quy mô nội dung đầu tư để người dân trong vùng dự án tham gia đồng thuận thực hiện dự án, đồng thời thực hiện quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, vật tư, vật liệu, tập trung triển khai thi công các dự án đảm bảo tiến độ đề ra, lập hồ sơ nghiệm thu đối với các khối lượng thi công đảm bảo theo quy định để thu hồi tạm ứng và giải ngân. Ban quản lý dự án khi mà nhận được kế hoạch vốn giao ấy, trước tiên là đẩy nhanh cái công tác thủ tục pháp lý về phê duyệt hồ sơ, công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo đúng quy định, và đồng thời là kết hợp với trung tâm quỹ đất để giải phóng mặt bằng xây dựng. Và cho đến thời điểm hiện tại thì tất cả các cái dự án chương trình mục tiêu quốc gia đã khởi công từ tháng 12 năm từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2022, và cho đến bây giờ về cơ bản cũng đạt được cái tiến độ và cái kế hoạch vốn được giao. Đến hết tháng 1 năm 2023, Ban Quản lý Dự án huyện Phong Thổ đã triển khai giải ngân đạt 3% kế hoạch vốn giao đối với các dự án nguồn vốn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, và giải ngân được 8% kế hoạch vốn giao đối với các dự án nguồn vốn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thưa quý vị, vụ đông xuân năm nay, huyện Than Uyên gieo cấy trên 2.000 ha lúa với cơ cấu giống bao gồm là sáng củ, Z02, Bắc Thơm, Hương Thơm, Việt Lai. Và cho đến thời điểm này, 100% diện tích lúa đông xuân đã được bà con gieo cấy xong. Hiện nay thời tiết ấm nên cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Bà con nông dân trong huyện đang tập trung đẩy mạnh chăm sóc và làm cỏ đợt 1 cho lúa đông xuân để đạt năng suất cao vào cuối vụ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhân dân chủ động trong việc làm đất và gieo cấy, mà năm nay tại cánh đồng Mường Than, diện tích lúa đông xuân đều được các hộ gieo cấy xong trước Tết Nguyên đán. Đến thời điểm này, lúa đã bén rễ và lên đều. Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển, hiện nay các hộ nông dân thường xuyên ra ruộng làm cỏ, bón phân và tỉa sạm lại diện tích lúa. Năm nay nhà tôi cấy 3.000 mét. Năm nay cấy giống Việt Lai, bây giờ đang đáy nước vào ruộng bón phân cho nó lên. Từ cuối năm ngoái đến nay, do thời tiết mưa ít nên một số xã trên địa bàn huyện Than Uyên, lúa đông xuân năm nay có nguy cơ thiếu nước. Trước tình hình đó, cùng với việc chủ động trong việc chăm sóc diện tích lúa nhằm đảm bảo năng suất, các địa phương trong huyện đang chú trọng trong việc hướng dẫn nhân dân khơi thông kênh mương, thủy lợi, phân bổ nguồn nước hợp lý. Ngoài ra, khuyến cáo nhân dân thường xuyên thăm đồng, chăm sóc và kiểm tra nước ra vào ruộng nhằm đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Đối với diện tích lúa vụ đông xuân của xã Mường Cang thì chúng tôi gieo cấy tổng diện tích là 225 ha. Trong đó thì chúng tôi tập trung chỉ đạo cấy cái lúa năng suất chất lượng cao ấy thì là 180 ha. Cơ bản là chúng tôi tổ chức gieo cấy là trước Tết. Cơ bản là đã cấy xong, nhưng do cái thời điểm cấy thì cũng có gặp hai lần rét và cái thời tiết thì khô hạn kéo dài là nguy cơ thiếu nước
khá cao. Thế tuy nhiên thì tập thể cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi đã tập trung chỉ đạo các thôn bản hướng dẫn bà con quan tâm đồng ruộng và phân chia cái nguồn nước để đảm bảo tưới tiêu cho các cánh đồng ruộng. Hiện nay thì tiếp tục chỉ đạo bà con bón phân, làm cỏ để chăm sóc cây lúa đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt. Vụ đông xuân năm nay, huyện Than Uyên gieo cấy trên 2.000 hectare lúa với cơ cấu giống gồm Sáng Củ, Z02, Bắc Thơm, Hương Thơm, Việt Lai. Cho đến thời điểm này, 100% diện tích lúa đông xuân đã được gieo cấy xong và đã bắt đầu bén rễ, chuẩn bị bước vào thời kỳ đẻ nhánh. Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, ngay sau khi gieo cấy xong, các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các xã thị trấn chỉ đạo và vận động nhân dân thực hiện làm cỏ đợt 1 và bón phân cho lúa. Đồng thời, kiểm tra đồng ruộng để đảm bảo nước tưới cũng như nắm bắt tình hình sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân huyện, vụ lúa đông xuân trên địa bàn huyện Than Uyên thực hiện trên 2.000 ha, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành công tác gieo cấy. Về phía Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đôn đốc hướng dẫn nhân dân làm cỏ phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo cái lúa sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, không để tình trạng dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Theo dự báo thời gian tới, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nên khả năng có thể xảy ra tình trạng thiếu nước ở một số chân ruộng cao, đặc biệt là tại các xã như Mường Cang, Phúc Than. Chính vì vậy, các cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo bà con nông dân trong huyện cần thường xuyên thăm đồng, kiểm tra nguồn nước cho cây lúa để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời, theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển của cây lúa, kiểm tra phát hiện kịp thời sự xuất hiện của sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ hữu hiệu, đảm bảo cho một vụ lúa đông xuân thắng lợi. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy công an nhân dân và lời kêu gọi thi đua ái quốc. Vừa qua, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Lai Châu lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề 75 năm khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại hội diễn, các đội đã mang tới những tiết mục đặc sắc, qua đó khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại hội diễn, ngay sau lễ khai mạc được tổ chức trọng thể, Đoàn Phòng Hậu Cần Công an tỉnh là đoàn mở màn với các tiết mục đặc sắc. Các tiết mục được đoàn xây dựng chương trình theo các chủ đề, ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, tình yêu đất nước, quê hương và hình ảnh người chiến sĩ hậu cần. Đặc biệt, tương tự như các đoàn khác, Đoàn Phòng Hậu Cần Công an tỉnh đã chú trọng đến việc biên tập và dàn dựng, kết cấu chương trình tốt, hợp lý và có chủ đề chính, chủ đề phụ. Ngay sau khi nhận được cái kế hoạch của Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh thì tập thể lãnh đạo đã tổ chức họp và thống nhất. Thứ nhất là về con người tham gia, sau đó thì chuẩn bị các cái nội dung. Ngay sau khi các cái nội dung đã được chuẩn bị và đã được thống nhất cao cũng như là lựa chọn con người thì các đồng chí được tham gia tập luyện đã rất là cố gắng. Các đồng chí không kể ngày đêm tập luyện để cố gắng hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ mà lãnh đạo đơn vị đã giao cho. Ngoài ra thì các đồng chí cán bộ chiến sĩ của các đội gánh vác các cái công việc của đội cho các đồng chí để có thời gian, tạo điều kiện có thời gian để cho các đồng chí tham gia tập luyện tốt nhất, đảm bảo là đạt kết quả cao nhất tại hội thi. Đến với hội diễn lần này, có tổng số 29 đoàn đến từ các phòng và công an các huyện, thành phố, với trên 600 diễn viên là cán bộ chiến sĩ, diễn viên tham gia. Hội diễn được diễn ra trong không khí sôi nổi với các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống hào hùng của các lực lượng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những tấm gương hy sinh thầm lặng vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân. Các tiết mục mang đến hội thi đã được các đội dàn dựng công phu sưu tầm lựa chọn những tác phẩm hay, độc đáo, hấp dẫn, hiệu quả, phản ánh sinh động, chân thực các hoạt động văn hóa của lực lượng công an nhân dân trong chiến đấu, lao động, học tập, công tác, trong bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vùng miền của từng địa phương. Nhiều tiết mục hay đặc sắc đã khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thu hút đông đảo khán giả xem, cổ vũ chương trình. Hội diễn là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy công an nhân dân và lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đồng thời, đây cũng là hoạt động nhằm tiếp tục duy trì đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, là dịp để các đơn vị giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Qua hội thi lần này thì cá nhân tôi cảm thấy rất là phấn khởi, vinh dự vì được đại diện cho
cơ quan thì tham dự cái mùa giải về lĩnh vực nghệ thuật. Đây là một cái sân chơi rất bổ ích dành cho cán bộ chiến sĩ. Qua đây thì chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều từ các đoàn bạn. Và đến chương trình hôm nay thì đoàn công huyện Phong Thổ chúng tôi mang đến với hội diễn 5 tiết mục. Anh em thì ngoài công việc chuyên môn cũng đã tập trung cao độ để tập luyện làm sao để có tác phẩm tốt nhất dự thi. Để nhằm mục đích tiếp tục tôi luyện, rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ những cái đức tính cần cù, chịu khó, rồi tinh thần đoàn kết, hăng hái, phấn đấu thi đua, lập thành tích xuất sắc. Chào mừng các cái ngày kỷ niệm, đặc biệt là cái ngày kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra lời thi đua ái quốc và 75 năm Bác Hồ có 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng công an nhân dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 60 giải C, 30 giải B, 20 giải A, 3 giải ba toàn đoàn. Giải nhì toàn đoàn thuộc về đoàn công an huyện Phong Thổ, đoàn phòng hậu cần và nhất toàn đoàn thuộc về công an huyện Mường Tè. Với kết quả đã đạt được, một lần nữa có thể khẳng định với các tiết mục đặc sắc hội diễn nghệ thuật quần chúng công an tỉnh Lai Châu lần thứ nhất năm 2023 đã cho thấy bước phát triển trong phong trào văn hóa văn nghệ trong lực lượng công an tỉnh. Đồng thời, hội diễn cũng đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi để toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 1 năm 2023, thành phố Lai Châu đã công bố dịch chó dại tại 3 phường là tổ 7 phường Quyết Tiến, tổ 3 phường Đoàn Kết, tổ 15 phường Tân Phong. Trước diễn biến của dịch bệnh, thành phố đã chỉ đạo các phường và cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị vật tư thú y, vaccine phối hợp triển khai công tác tiêm phòng dại cho đàn chó mèo trên địa bàn, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận chi tiết của phóng viên thời sự. Đầu tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu đã ra quyết định công bố dịch dại trên đàn chó mèo trên địa bàn phường Quyết Tiến, ổ dịch tại tổ dân phố số 7. Thành phố đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Quyết Tiến phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức khoanh vùng, tuyên truyền, yêu cầu người dân không thả chó mèo. Ngay sau đó, nhân lực của phường và cơ quan chuyên môn đã chia làm 3 tổ thực hiện tiêm phòng dại trên đàn chó mèo tại tổ dân phố số 7, bao vây an toàn ổ dịch. Để chúng tôi tiếp tục tham mưu vào thành phố là triển khai tiêm phòng đối với các tổ dân phố lân cận và tuyên truyền vận động nhân dân. Thứ nhất là không thả rông chó, thứ hai là khi phát hiện ra chó có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh thì phải báo ngay với chính quyền địa phương để chúng tôi thực hiện cùng với các cơ quan chuyên môn là thực hiện tiêu hủy cũng như là kiểm tra dịch tế đảm bảo theo quy định để không để cho dịch bùng phát sang các tổ lân cận cũng như các xã phường khác. Cũng trên tinh thần bao vây nhanh, dập dịch gọn, khi dịch chó dại được công bố tại tổ dân phố số 3 phường Đoàn Kết và gần đây là tổ dân phố số 15 phường Tân Phong, ngay lập tức hai phường và trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố đã tiêu độc khử trùng, khẩn trương tuyên truyền nhân dân, phối hợp tiêm trên 270 liều vaccine phòng dại chó mèo để khống chế dịch. Nhờ tiêm dại của tổ 15 thì đến nay coi như là đạt 97%, coi được cái là bà con coi là chấp hành coi là tốt, coi nhà nào cũng gọi ơi để tiêm, coi hiện bây giờ đã tiêm được hơn 200 con chó và mèo chứ không phải chó không. Thì hiện bây giờ chỉ còn một nác đác một vài nhà coi là người ta coi là chó ốm với chó nó đang nuôi con cũng chưa tiêm được. Thì nay mai là để tiêm cho vét sau. Thì bây giờ này quay về coi là tiêm lại thì từ tổ 1 cho đến hết của phường. Hiện tại 3 ổ dịch chó dại trên địa bàn thành phố đã được khống chế, không phát sinh ổ dịch mới. Tuy nhiên thời tiết năm nay có chiều hướng nắng nóng sớm, đó là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh dại trên đàn chó mèo phát triển. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Lai Châu đã tham mưu kịp thời với Ủy ban Nhân dân thành phố, đảm bảo nguồn cung vaccine, chỉ đạo các xã, phường, phối hợp với nhân lực của trung tâm, thực hiện sớm kế hoạch tiêm vaccine phòng dại chó mèo năm 2023. Đầu tháng 1 khi phát hiện dại, chúng tôi đã tổ chức tiêm và rà soát cái số lượng đàn chó mèo trên địa bàn thành phố, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vaccine tiêm dại cho đàn chó mèo. Thì dự kiến đến 15 tháng 3 chúng tôi sẽ phấn đấu tiêm trên 5.000 con chó mèo trên địa bàn thành phố. Còn đối với các hộ dân thì chúng tôi khuyến cáo bà con nhân dân là thực hiện việc tiêm phòng dại cho đàn chó mèo đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời thì trong quá trình nuôi chó thì thực hiện cái việc mà nuôi nhốt chó, không thả rông chó ra ngoài đường, và chó ra ngoài đường thì phải có người chăn dắt và phải dọa mõm. Theo thống kê hiện nay, đàn chó mèo thành phố có trên 5.520 con.
để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh dại, chính quyền các xã, phường phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện tiêm vaccine cũng như tuyên truyền người dân nuôi nhốt chó mèo, tổ chức bắt chó thả rông. Tuy nhiên, ý thức của một số người dân vẫn chưa cao, vẫn còn tình trạng thả rông chó, không dọa mõm, không có người canh giữ. Điều này làm ảnh hưởng xấu tới giao thông, mỹ quan đô thị và công tác phòng chống dịch dại. Điều này cần sớm được khắc phục và xử lý. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 sẽ sớm hơn so với năm 2022, dự kiến vào tuần cuối của tháng 6 thay vì vào tháng 7. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2023 thì cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2023 sẽ được công bố trong tháng 2, sớm hơn mọi năm để thí sinh có thể kịp bắt đầu năm học từ tháng 9 năm 2023. Điểm mới của năm nay đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 sẽ được tổ chức sớm hơn so với năm 2022, dự kiến vào tuần cuối của tháng 6 thay vì vào tháng 7. Với những năm trước, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kỳ thi diễn ra vào tháng 7. Năm nay, khi mà cuộc sống đã quay trở lại trạng thái bình thường, nên kỳ thi cũng được tổ chức sớm hơn. Kéo theo đó thì lịch tuyển sinh của các trường đại học cũng được đẩy lên sớm hơn, để trong tháng 9 có thể cho sinh viên nhập học. Năm nay, thí sinh sẽ đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc là cổng dịch vụ công quốc gia. Các em được đăng ký không giới hạn nguyện vọng và sắp xếp thứ tự nguyện vọng từ trên xuống dưới. Trong thời hạn đăng ký xét tuyển, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng sao cho phù hợp để tăng cơ hội trúng tuyển cho mình. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo thì từ năm 2023, các trường phải công bố đề án và quy chế tuyển sinh riêng của mình. Quy chế tuyển sinh của trường phải cụ thể hóa quy chế của bộ. Ngoài ra thì các trường phải công bố các thông tin này trước 30 ngày khi mà thí sinh đăng ký. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và ngành sư phạm sau khi có kết quả thi trung học phổ thông. Hiện thì nhiều trường đại học đã bắt đầu thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2023 theo các phương thức xét tuyển sớm. Nhằm tiếp tục kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng, cung ứng các dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, quan tâm công tác dự phòng bệnh dịch, bệnh không lây nhiễm, giảm tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng dân số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của huyện. Năm 2023, huyện Tam Đường phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96,1%, giảm tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế còn dưới 35%. Phấn đấu trên 50% dân số được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, trên 90% trạm y tế xã, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm. 95,46% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 88%. Để thu hút kêu gọi các doanh nghiệp hợp tác xã tham gia vào đầu tư trên địa bàn, huyện Phong Thổ đã thực hiện quy hoạch 8 cơ sở chăn nuôi với quy mô tập trung và đang có một doanh nghiệp thực hiện khảo sát để xây dựng tại xã Đầm Xe. Cùng với đó, huyện tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, nhất là chăn nuôi trâu bò tại các xã vùng cao biên giới, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ chuồng trại, xây dựng mô hình nuôi trâu sinh sản. Đến nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn toàn huyện gồm có trâu, bò, ngựa đạt hơn 11.400 con và trên 32.000 con lợn. Huyện cũng chỉ đạo một số địa phương có lợi thế phát triển được hơn 1.300 đàn ong theo phương thức liên kết. Song song với đó, huyện chú trọng phát triển mở rộng vùng nuôi cá nước lạnh với các giống đặc sản có giá trị cao như cá tầm, cá hồi. Đến nay, trên địa bàn có 4 cơ sở chăn nuôi cá nước lạnh với diện tích gần 3.600 khối, sản lượng đạt 35 tấn, đẩy mạnh phát triển hoạt động sơ chế, chế biến thủy sản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm. Các cơ sở đã hình thành 3 sản phẩm cá đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự tiếp theo.